Lạ thật, ngoài đồng chẳng có ai. Chẳng lẽ năm nay lại khất tu thuế? Chân của tôi. Thiếu phu nhân, không hay rồi thiếu phu nhân. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông sao rồi? Ông không sao chứ? Không sao. Lão thái gia, thiếu phu nhân mau kéo lão thái gia lên đi, không thì rơi xuống hố là gây to. Ông ơi, ông đưa tay đây. Không. Ông ơi, làm sao vậy? Kéo bình an lên trước đi. Ông à, nghe lời đi đi. Lão thái gia, cứu bình an mau. Đưa tay đây bình an, đưa tay đây. Cẩn thận đó. Ông ơi, ta không sao. Phúc Toàn, mau vào thôn tìm người. Dân thiếu phu nhân. Ông ơi, không sao. Thiếu phu nhân, tôi thấy hố này hình như là mới đào. Chắc chắn là đám thôn dân chống đối nộp tô thuế. Châu tiên sinh, tôi thấy chuyện này một mình Phúc Toàn chắc chắn không được. Không giống tự nhiên xảy ra. Hay là tiên sinh cùng đi xem thử. Tôi muốn đi, nhưng chân tôi đau dữ dội lắm. Thiếu phu nhân, hay để em đi. Thôi, hai người ở lại với ông tôi đi. Trúc Quân, con đi phải cẩn thận một chút. Thôn dân không thân thiện với Trâu gia lắm đâu. Con đi tìm lão Trương lĩnh canh. Được, con biết rồi. Giữ chặt nhé. Lão thái gia, ông không sao chứ? Anh à, ngồi đi. Anh à, có chuyện gì vậy mà lại đích thân xuống núi? Nào, để em. Nào, đây là món cậu thích ăn. Anh Đạt cứ ăn chay mãi, cơ thể không chịu nổi. Chỉ là vị thiếu gia Trâu gia bị đuổi ra ngoài, thì cô gái đó vẫn là thiếu phu nhân của người ta. Huynh đệ à, vì trăng trong nước có đáng không? Anh vì một người phụ nữ đã không còn mà ăn chay cả đời có đáng không? Chúng mình đúng là đôi huynh đệ tốt. Nhưng mà cô gái đó dù sao cũng đã từng làm chị dâu cậu, để lại cho anh máu mủ để dưỡng lão tiễn đưa. Huynh đệ, cậu một thân một mình, khi nào? Anh à, thời loạn này em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần cô ấy không ở trong vòng tay người khác là em thoải mái rồi. Sống vì một người phụ nữ mệt mỏi thật. Phải. Như đàn ông sống vì ai không mệt đây? Cầu xin cô khai ân, cho chúng tôi ít lương thực dư để ăn. Chúng tôi cầu xin cô khai ân. Khai ân, cầu xin cô. Cầu xin cô. Cầu xin cô. Mọi người im lặng đi. Mọi người nghe tôi nói. Mọi người im lặng đi. Vì sao toàn là người già bệnh tật như vậy? Thiếu phu nhân, đều do dịch bệnh gây ra. Trai tráng đã lưu lạc bên ngoài. Thiếu phu nhân, nhà các người không phải cũng như vậy sao? Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Tôi biết tình hình dưới quê đều như nhau. Thương thân, các người đứng lên đi. Đứng lên nói chuyện. Tôi cũng là con gái xuất thân từ gia đình nhỏ. Tôi hiểu hết tình hình của mọi người.
Hôm nay tôi tới không phải để làm khó mọi người. Tôi tới để nhờ các hương thân giúp đỡ. Hương thân giúp đỡ cứu ông tôi với. Giờ sức khỏe của ông tôi rất xấu. Không biết là ai đào một cái hố rất lớn. Ai đào hố chứ? Đừng có chuyện gì cũng đổ cho chúng tôi. Đúng, đổ cho chúng tôi làm gì? Đúng vậy, các hương thân, đừng nghe cô ta nói. Phủ Trâu Gia chẳng có ai tốt lành. Cô nói không làm khó chúng tôi. Không làm khó chúng tôi thì cô tới làm gì? Nói đi, có phải tới thu thuế không? Là thu tô thuế, nhưng mà tôi thu tô thuế là lấy mạng. Cho dù mạng chúng tôi hèn kém thì cũng là mạng của cả thôn. Không bằng mạng ông chủ sao? Mọi người nghe tôi giải thích. Mọi người đừng nghe cô ta. Thu tô thuế là lấy mạng. Các hương thân, các lĩnh canh, tôi muốn tìm lão Trương lĩnh canh. Chính là tôi. Ông bảo ông đi gặp ông ấy. Tôi biết. Tôi lăn tay. Tôi còn thiếu một năm lương thực. Xin thiếu phu nhân khai ân. Giờ tôi liên tiếp bị thiên tai tai dạ. Bây giờ một hạt gạo cũng không có mà giao. Tôi không có ý này. Con gái tôi Minh Tú đã thế chấp cho phụ các người làm nha hoàn rồi. Các người còn muốn tôi làm sao? Tôi biết Minh Tú là nha hoàn của tôi. Cô lừa ai chứ? Minh Tú bị họ đuổi khỏi Trâu phủ lâu rồi. Bây giờ không biết là sống hay chết. Đúng vậy. Nghe nói ở Trâu phủ còn bị đánh 20 gậy. Rồi không tìm thấy người nữa. Các người nói đi. Suốt cuộc các người đưa Minh Tú đi đâu? Minh Tú vẫn khỏe mạnh. Cậu đừng lừa người. Chuyện ở từ đường Trâu Gia, Minh Tú bị đánh 20 gậy. Có ai mà không biết? Hơn nữa 20 gậy này, một người đàn ông còn không chịu nổi. Huống chi là cô gái như Minh Tú. Minh Tú của tôi. Minh Tú ơi. Lão Trương Lịch Canh. Cô tránh ra đi. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Không sao. Cha Trương, mau lấy nước đi. Phúc Toàn, cậu đi lấy sổ sách và khí ước tới đây. Nhưng mà tôi không sao. Đi đi. Dân, thiếu phu nhân. Cha Trương à. Anh à, lần này tới không chỉ vì chuyện này chứ. Đúng. Tôi muốn nói với cậu, lô hàng đó sắp tới rồi. Anh yên tâm, đảm bảo an toàn qua đất của em cho lên núi. Quyết không thể sơ suất. Đoàn trưởng quân tỉnh phòng dây quét tôi thất bại. Thu nạp biên chế lại gặp trở ngại. Đang lo phiền phức cho tôi đấy. Thật ra hắn muốn ăn một đường thì cho hắn đi. Chủ hố Đoàn Hường Ngô mặt rỗ còn một đường nữa. Một đường đông, một đường tây đều cho. Thì chúng tôi làm uổng công mất. Thực sự không được thì dứt khoát để em đi dây quét Ngô Mặc Tổ. Chỗ hắn là ba huyện giao nhau, dùng ba bên không ai quản. Em đi quản là được chứ gì. Như vậy anh đỡ lo rồi. Em trai, không cần lấy tài sản tính mạng ra để mạo hiểm đâu. Nếu hai anh em mình bắt tay thì nó không khó nữa. Môi hở răng lạnh, da lông nương tựa nhau, thỏ chết cáo thương, giống vật còn biết thương đồng loại. Ngô Mặc Rỗ với cả đoàn trưởng quân tỉnh phòng cũng không chịu nổi mà phải cuốn gói. Chờ thêm đã rồi tính. Lão thái gia, lão thái gia, Trương lĩnh canh không chịu tới. Thiếu phu nhân muốn lấy sổ sách. Thiếu phu nhân muốn lấy sổ sách à? Anh Châu, quản lý sổ, mau lấy sổ sách đưa thiếu phu nhân. Lão thái gia, thiếu phu nhân đâu có biết đám thùng dân đó chưa biết sẽ dùng chiêu gì. Không cần sợ, ta tin thiếu phu nhân tự biết đường tính. Lão thái gia, tôi là lo cho ông, không cần lo cho ta. Phúc Toàn, mau đi lấy đi. Bình an, nhất định phải kiên trì đợi tôi quay lại đấy. Dân. Lão thái gia, ông phải gắng gượng lên. Cha Trương không sao chứ, tỉnh lại đi. Cha Trương mau tỉnh lại đi, không sao chứ. Tỉnh lại đi cha Trương. Cho tôi xem một chút. Nhường đường. Đã nói không có chuyện của cô tránh ra.
Có chuyện gì mọi người bàn với nhau cũng được mà. Đã là lĩnh canh lâu năm của Trâu gia, người như nhau, mạng như nhau, chẳng phân biệt sang hèn. Hôm nay tôi tới là muốn xin mọi người mau giúp đỡ cứu ông của tôi ra trước. Bên ông của tôi thực sự rất nguy hiểm, ông sẽ cảm ơn mọi người. Cô bớt ở đây nói mát đi. Tôi nói thật mà. Nói lời giữ lời, đừng phí lời với cô ta. Lấy sổ sách ra nói. Khế tù thuế ra đi. Chúng tôi chỉ nhận khế tù thuế, chúng tôi chỉ nhận sổ sách. Mọi người im lặng đi. Đã đi lấy sổ sách rồi mà. Có thể nghe tôi nói một câu không? Về nhà lấy công cụ ra trước. Cứu người quan trọng. Bên ông của tôi thực sự rất nguy hiểm. Chúng ta qua đó, ông trực tiếp thực hiện cho mọi người không phải tốt hơn sao? Không thể tin lão địa chủ. Chúng ta không tính được bằng ông ta. Ông ta gian cỡ nào chứ? Không thể tin lão địa chủ. Đúng, không thể tin lão địa chủ. Không thể tin ông ta. Sổ sách tới rồi. Sổ sách tới rồi. Thiếu phu nhân, sổ sách tới rồi. Sổ sách tới rồi, sổ sách tới rồi, thiếu phu nhân.